Được rồi, cuối cùng đã chạy được bằng AC nhưng mà như một thói quen vẫn soi tham bình thường. Phẫu thuật xong từ rồi. Phẫu thuật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhét 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 dân vào đã. Bằng bình tĩnh thôi. Bình tĩnh. Với cái tốc độ 1.5 với tức cái tốc độ 2.0 nhưng mà đang hơi giật lag này thì nó cũng không khác gì 1.5. Mình cứ bình tĩnh là thi đấu thôi. Không cần phải quá vội vàng. Người ta thường có câu là Hà Nội không vội được đâu. Bóng bãi quả đầu hơi xấu anh chị boy. Con dân thứ 6 khả năng sẽ tắc. Khả năng sẽ tắc, phải nhét thật khéo tên này nó mới không bị tắc. Chị bò sim được lọt vào vòng mấy nhỉ chị bò nhỉ? Loại được vòng bảng á? Đáng định PR với mày tí mày. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này, đang định PR chị bò tí về cái kèo đấu AC của em, bởi em đánh AC khá tốt. Nhưng mà chị bò bảo là loại từ vòng bảng. Tôi nhớ nhầm chị boy gặp he he tại vòng bảng và chị boy thì là bị he he loại ở cái giải vô địch cung đà đệ nhất cung R trong thử lại Asian trong diễn ra trong tuần trước không à, đúng rồi tuần trước đúng rồi. Một voi dành cho chip voi. Rất khó khăn trong chip voi trong kèo đấu này khi mà cái đối thủ của anh là đối thủ bằng top 10 cung R của Trung Quốc. Và liệu rằng chip voi có giành được một chiến thắng hay không? Vòng gỗ đầu đang là hơi xấu. Vòng hiêu cũng xấu, quả cũng xấu, được mỗi thế bài là đẹp. Được mỗi thế bài là đẹp thôi. Một con voi nhưng mà câu nó về kiểu gì đây? Vòng con voi nó ở bên Lào. Con voi đúng ở bên Lào luôn. Đi cực xa để có thể câu con voi này. Và khả năng sẽ không câu. Cùng lắm tôi nghĩ là câu về chiếc VS mà thôi. Vâng. Khá đẹp. Chết một dân. AC Dan chết một dân ảnh hưởng khá lớn chứ không phải như xem. Trận đấu này thì khả năng bên kia không lên đời thì bên mình cửa thắng nó mới là có nhiều. Phi. Và cái bài mà cứ như Gunny đánh sang nong hôm vừa rồi thì cửa thắng lại dành cho chip boy là nhiều hơn. Và bất kỳ đánh một cái gì cũng vậy mà không lên đời thì anh khó có cửa với đối thủ yếu hơn. Một chiếc nhà be. Tham này là 14. Hồi như tôi không nhầm là anh chậm 2 dân so với bên kia. Bác ở đầu khiến cho chị bòi bị chậm mất nửa dân. Chết thêm 1 dân là chậm 1.5. Và có một turn mà chị bòi không xin kịp dân tại nhà chính. Không xin đều như vậy là nếu khả năng là chậm 2 dân so với sen. Thêm một voi dành cho chị bòi. Tham lai. Không như vậy là chậm 1 dân thôi. Nhưng mà đã không phải vấn đề quá lớn. Hai voi không. Vâng như vậy là một voi thôi. Đây cũng mấy em qua. Zen. Zen, nick Zen ấy.
Donna E. Oklahoma. Donna E. Omaha. Ice. Darwin, Hunter, Hilary, Hunter,
Holmes. Yuri Zokanta. Alo, vâng, thế vậy nhưng mà bây giờ vừa bình luận nãy giờ nhưng mà quên bật mic, rất xin lỗi các bạn. Còn một trận mà có thể gọi là khỏe của Chip Boy. Một bài lên không 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 sớm nhưng mà tôi gọi là khỏe. Bài mà ruộng nhiều bằng gỗ cũng nhiều khi mà có 3 nhà BS. Ra được khoảng 7 cái ruộng rồi. Bắt đầu thầy à. Chip Boy liệu còn đỡ được trong turn đầu hay không? Vâng, như vậy là 27 dân đến từ tiểu hiệp. Tiểu hiệp đánh 26 dân lúc đầu. Về tiểu hiệp đánh một bài mà 26 cộng 1. Có voi đâu đấy? Đừng nói tôi có voi về BS. BA 4 chiếc nhà BA rồi. Liệu rằng có đánh được 5 chiếc nhà BA trong bài đấu này không? Bên kia thì tiểu hiệp là người đời sớm hơn một chút xíu. Và nhiều hơn một dân. Như vậy là khả năng là 4 nhà BA. Chip Boy vẽ ruộng tầm rồi, tôi biết là Chip Boy sẽ đánh với 4 nhà BA mà thôi. AC 4 nhà BA và 5 nhà BA nó đang là một tương đối khác nhau nếu mà chỉnh cân. Và turn đầu Chip Boy sẽ đỡ kiểu gì? Turn đầu mà bên kia mà tiểu hiệp dò ra thẳng nhà Chip Boy thì Chip Boy sẽ phải tận dụng khả năng điều R cực tốt của mình thì mới thủ trong turn đầu, khi mà bên họ khả năng là 5 nhà BA đang cực cao. Một bài AC Ram đánh 27 dân thì không có lý do nào mà đánh với 4 nhà BA cả. Chưa thấy tên cung đầu tiên của tiểu hiệp nằm ở đâu. Đúng hơn là chưa thấy tên cung đầu tiên của tiểu hiệp đến nhà của Chip Boy. Tên thứ hai luôn. Đứng thủ hay đi công? Tôi nghĩ đứng thủ sẽ là hợp lý. Một tiểu hiệp đời sớm hơn Chip Boy 20 giây. Mà không thấy tiểu hiệp đâu. Vâng, gặp. Vâng, gặp tên cung đầu của tiểu hiệp. Vâng, tiểu hiệp giật cung cực nhanh. Chip Boy đang truy đuổi. Vâng, đây khả năng là tên cung đầu thôi. Tôi thấy chỉ có 3, 2, 4 con thì phải. Và đi tên cung đầu tiên luôn. Gặp. Vâng, phải để ý. Trong tên này, vâng, AC Ran mà chỉ nhầm một tên thôi. 1-0 và tỷ số điều giờ dành cho cái thủ Chip Boy. Một pha điều R rất hay. 2-0. Vâng, 2-0 điều về tỷ số điều R. Một những pha mà tôi vâng rất hiếm thấy. Vâng, rất hiếm thấy những pha điều cung mà thắng các thủ Trung Quốc trong tuần đầu tiên. Và bên kia như có vẻ đang muốn ốp luôn. Không, như vậy chỉ 4 con cung móc máy thôi. Và Chip Boy chưa hết con nông dân nào cả. Tăng nhà BA thứ 5 hay không? Vâng, lợi thế thời điểm đầu đang dành cho Chip Boy. Hai con nông dân đang đứng chơi. Tôi nghĩ là sẽ là một bài 4 nhà BA và nâng cấp chặt cô 2 sớm. Sau đó thì mới tăng chiếc nhà BA thứ 5. Chip Boy vẫn đang có một con cung R để có thể đi thám thính nhà của game thủ cầm thám thính nhà của tiểu hiệp. Và tiểu hiệp bắn phát chạy luôn, cực thính. Vâng, cảm thấy không móc máy được là chạy luôn. Đây là nhà BA của tiểu hiệp và tiểu hiệp khả năng là CA sai hướng rồi. Khả năng CA sai hướng đến từ tiểu hiệp. Ồ không. Không, như vậy không phải sai hướng. Tôi tưởng nhà anh nằm ở cái góc 4 giờ, nhưng mà không, nhà anh nằm góc 6 giờ. Như vậy anh xe vẫn đúng. Tên này là 4 con đấu 5 con và Chip Boy đang điều là tốt hơn. Không, như vậy là tỷ số điều là đang là 1 đều. Không ai tốt này cả. Một con R tham thính của Chip Boy đã phải nằm xuống.
Vâng, chặt gỗ hải dành cho chip boy và sau đây sẽ là một turn mà tăng nhà bè thứ 5. Vâng, lợi dụng lợi thế mà nhà mình đẹp nên chip boy đang đánh một thế thủ toàn tập. Còn một vài công R nhỏ lẻ đi gọi là móc máy vu vơ thôi. Bên chiếc nhà bè thứ 5. Đế ken bè và như vậy là một turn đi ảo của game thủ tiểu hiệp đi thẳng vào nhà bè của chip boy. Và chip boy sẽ phải kéo quân về đúng không này. Nhưng mà kéo quân về khả năng anh sẽ là người lỗ hơn. Bên tiểu tiểu hiệp đang đứng ở trên dốc. Vâng, để ý điều là trong turn này họ đang trên dốc, một con dốc vô hình. Vâng, người vô hình. Vâng, bây giờ thì đứng lại và thi đấu luôn. Cùng mình đang nhiều hơn nhưng họ đang có một con dốc, cần phải điều tốt trong turn này. Để ý điều quân. Để ý điều quân, chiếc nhà bè thứ 5 vẫn chưa có. Và tiểu hiệp tách 6 con cung R vào trong để có thể ăn dân của cái thủ chip boy. Mình đang thiệt hơn. Một turn đi quân gọi là quá ảo của tiểu hiệp. Vâng, không hiểu tiểu hiệp lấy đâu ở cơ sở mà đi thẳng, đâm thẳng vào nhà bè luôn. Và đứng trên ngự trên cái đồi luôn. Vâng, cụ ngự trên đồi. Vâng, lợi thế dành cho ban đầu dành chip boy giờ thì đã không còn. Bây giờ thì bị một tên mà bánh mì kẹp thịt. Vâng, hai nhà bè khó rồi. Một pha mà tưởng chừng như là sẽ thi đấu đơn giản hơn nhưng mà tiểu hiệp đã có một cơn đi tên đi quân quá ảo. Và thực sự là hay. Chip boy đánh trận thiếu này thời điểm đầu đang rất tốt. Nhưng mà em có lẽ chỉ thiếu về kinh nghiệm ấy thôi. Thiếu kinh nghiệm thôi. Tới tôi nghĩ rằng tiểu hiệp là người ken nhà bè. Vâng, ken nhà bè để xem chip boy có đứng quân tại nhà hay không. Không thấy nhà bè và anh lao thẳng vào nhà bè luôn. Một turn mà có lẽ anh đi vòng. Qua nhìn thấy một cái turn mà anh phải đi vòng ra giữa hai cánh rừng xong rồi đi lên nhà chip boy. Rất vòng vèo nhưng mà là hiệu quả cao. Chip boy hiện tại đang chết khá nhiều dần. Ăn được bãi ruộng của tiểu hiệp nhưng bây giờ nó không còn quá nhiều ý nghĩa. Vẫn là 4 nhà BA. Bị vẩy E bắt cung R. Vẩy tiếp tục vẩy. Mất 5 cung R đi gọi là thám thính. Móc máy thôi. Bây giờ thì bị vào ruộng. Tham Ai vẫn giữ được ở 46 trên 80. Cố gắng rỉa dần cung. Và họ không để ý thì mình ăn sẽ ăn hết được chỗ này. Nhưng mà để các thủ không, các thủ chúng không để ý thì thực sự là khó. Chiếc nhà bè thứ 5 đã được thiết kế. Nhưng mà thì lượng thịt của anh đang không cho phép anh sóc đều 5 nhà bè. Bị dò ra thêm bãi gỗ và khả năng anh phải om dân và gom dân và chạy. Điều mà anh phải làm khá nhiều trong những kèo 44 random. Có ruộng tại bây giờ ấy nhá. Và như vậy là gõ 1. Chip boy đã đi sai và tỷ số 1-0 dành cho tiểu hiệp ở trong kèo đấu AC Ra. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo ngày sau đây.